mình dựng chống đứng lên nha. Ở đây mình không còn thấy nước mát nữa. Các bạn có thấy một gạch không? Hai gạch. Thì đây không còn thấy nữa, đem lắp thử xe nè. Đó, ở đây có thể dễ thấy hơn nè. Camera anh có thể xem được cái xe dựng đứng nha. Xe dựng đứng mới kiểm tra được cái hộc nước mát này không thấy nè. Hết hẳn luôn ha. Chào bạn, đối với những dòng xe mình đi thì trên cẩm nang bảo dưỡng của shop hai bánh mình luôn để sẵn mức nào là thường thay nhớt, thay lồng gió, thay bu ri hoặc là nước mát. Thì anh khách này cũng rất là kỹ con xe của ảnh. Ảnh đến thay nhớt ha, thay dòng nhớt âm soi cho tay ga, thấy được cái nước mát của ảnh đang bị hụt và đã tư vấn thành công một cái dòng nước mát. Vì sao mà thấy được nước mát hụt thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem kiểm tra như thế nào. Thứ nhất là mình đã biết được odo mình nó tầm khoảng từ 13 đến 20 ngàn là phải thay nước mát lại để con xe mình nó có một cái loại nước mát mới, giải nhiệt tốt hơn và giảm đóng cặn, giảm cái tổ ha. Và mình đã nhìn thấy được cái nước mát như thế nào để thay. Với những dòng xe mình dựng chống đứng lên nha, ở đây mình không còn thấy nước mát nữa. Các bạn có thấy một gạch không? Hai gạch. Thì đây không còn thấy nữa, đem lắp thử xe nè ha, không thấy được cái nước mát ở trong này còn luôn. Thì khi nào cái nước mát trong két chính nó đi tuần hoàn từ két chính vô máy rồi ngược ra két chính lại để giải nhiệt, nhưng mà khi mà két chính thì nó hụt hoặc là máy mình nó đã làm cho bốc hơi một phần nước mát rồi thì trên này nó sẽ rút nước xuống, thì gọi là bình dự trữ ha, bình dự trữ. Nếu mà nó trên này hụt rồi thì ok, mình nên thay lại cho con xe mình nó an toàn hơn, lỡ nhưng mà ở trong này nó hụt. Trong này mà hụt là không có thấy được các bạn ha, mình nên canh ở đây, lỡ mà hụt một là châm, hai là thay. Nhưng mà với odo tầm khoảng mười mấy ngàn này thì kỹ xe mình nên thay cho xe mình nó hoạt động ở mức an toàn nhất và bền bỉ của xe hơn, của mình tại người. Đây, dòng nước mát Goresin bên mình. Nó là một dòng nước mát nguyên liệu châu Âu, nhiệt độ sôi cao hơn nước mát hãng và nó có những thành phần hạn chế đóng cặn kết tổ rất là tốt. Bên shop mình tất cả nhân viên đều đã trải nghiệm và thử nghiệm trên con xe của mình hiện đang đi. Dòng nước mát này giải nhiệt cực kỳ cao ha, cao hơn nước mát hãng nhiều. Và khi đó chai này 135.000 ở tháng 12 này và công suất rửa lại sạch sẽ hoàn toàn hết tầm khoảng 30 phút đến 45 phút cho một con xe, thì mình sẽ sử dụng lại nước suối ở nước súc cuối cùng cho con xe mình cái nước nó sạch sẽ hơn, nước suối Awa ha. Công đoạn là như thế nào, đi theo mình. Còn mình đã bước ra tới sàn nước khu vực làm nước mát của tất cả các chi nhánh xe bánh đều có những sàn nước như vậy, một làm nước mát, hai là vệ sinh dung dĩa ha. Bắt đầu mình sẽ mở những chi tiết nào để thay nước mát này và khuyến cáo rằng ha, xe khách vừa mới chạy tới hoặc là các bạn vừa đến shop thì bên mình sẽ có những cái kỹ thuật làm nó phải cẩn thận, hạn chế những cái nói chung là nhiệt độ cao nó sẽ áp suất nó cao hơn. Bây giờ mình tắt máy đi để làm cái nước mát này cho nó ok hơn. Đó, ở đây có thể dễ thấy hơn nè, camera anh có thể xem được cái xe dựng đứng nha. Xe dựng đứng mới kiểm tra được cái hộc nước mát này không thấy nè, hết hẳn luôn ha. Thì nó đã hết trên đó thì chắc gì ở dưới này nó đã còn đâu, cho nên kỹ thôi các bạn, nên thay lại. Đặc biệt là nước mát mình không nên lấy đi 2-3 loại vô một xe nha. Đây, con xe này cũng khách đã mất hết một con ốc, chắc có lẽ chút xíu nữa mình sẽ tìm ốc khác gắn cho khách. Giờ đầu tiên là mình dặn cái này 10 xe này 14.000 mấy trăm rồi các bạn, cũng đến lúc phải thay lại nước mát cho nó an toàn xe. Mình không biết là xe này khách có thay nước mát chưa, nhưng tuy nhiên phải cẩn thận, nước mát còn zin ha, nước mát xanh. Rồi, như vậy là nó đã chảy hết cái nước trong két này, tuy nhiên cái đường nước nó vẫn còn. Và muốn sạch nữa là mình phải xả cái nước mát lòng đi. Đây, thì mình bắt đầu mình sử dụng nước máy nha, để mình vệ sinh cơ bản trước. Đóng ốc lại. Cơ bản thì mình sẽ xúc 2 lần nước máy và 1 lần nước suối. Rồi bước cuối cùng là sẽ xả sạch hoàn toàn lại. Tức là trống hết luôn, không còn nước gì trong này hết. Để mà bắt đầu mình đưa nước mát nha. Bước này mình sẽ lên và xuống ga cho những cái lớp bê hàng nhiệt, cái bê hàng nhiệt nó mở ra và nó tuần hoàn nước trong cái đường nước mình, từ đường ống nước cho đến bộ phận giải nhiệt của máy. Các bạn có thể thấy được nước ở trong này nó bắt đầu bơm nè, thấy không? Đó,
nước nó bắt đầu bơm. Như vậy là đường bơm nó bắt đầu mở nữa các bạn. Khá là ok ha. Rồi, mình đã thấy được cái nước nó nóng nha. Rờ thử tay vô. Đừng có khuyến khích các bạn rờ, như mình quen rồi. Cảm giác nó nóng rồi, nó ra từng hoàng trong máy, giải nhiệt được trong máy. Cái này là nước nước máy muốn nước tên nha. Đó. Mình cảm giác nó nóng thì bắt đầu mình xả lần một. Ha. Xả lần một cho nó sạch ra. Cơ bản thì vẫn còn thấy màu xanh các bạn ha. Vẫn còn thấy màu xanh khi mình xả nước nè. Đó. Cái nước cũ nó vẫn còn. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chưa có sạch. Phải làm thêm một lần nữa rồi mới tới nước suối được. À, mình kỹ thì bắt đầu mình xả tiếp cái lòng cái nữa. Tiếp tục nè, mình sẽ châm nước công tên nước máy vô là thứ hai. Cứ tuần hoàn như vậy hai lần. Cái lần thứ ba bắt đầu mình sử dụng nước suối để mình xúc cho nó sạch luôn các phụ. Và các phụ thì mình cứ chế nước vô tự nó chảy ra. Ok, tiếp tục nổ máy nè. Là những cái bước mà mình sẽ lên ga xuống ga liên tục như vậy để cho nó bơm lại một lần nữa, tuần hoàn lại trong hệ thống làm giảm nhiệt một lần nữa thì chắc chắn sẽ là sạch. Rồi thì cơ bản của một chiếc xe mà giải nhiệt bằng dung dịch nước trong cái chính, nó đi xuyên qua một đường ống và tới một cái lớp B hàng nhiệt, đúng nhiệt độ lớp B nó sẽ mở ra và đi vô cái hệ thống giải nhiệt trong lốc máy, trong cái lò lồng của máy, và nó sẽ chạy quay ngược lại trong cái két nước. Thì có những lá nhôm này gió vào nó sẽ giải nhiệt cho máy của mình. Nói đến cái điều tuần hoàn như vậy, tuần hoàn như vậy nó giải nhiệt ha. Lốc B mà không mở là vấn đề xảy ra, lốc B không mở là vấn đề xảy ra liền. Thì mình sẽ thấy được ở đây nó đã mở và đã bơm rất là tốt đó. Cho nên là khi mà mình đi nước mát lâu quá so với thời hạn của nhà sản xuất người ta đề xuất ra tầm khoảng 13 đến 20 ngàn nên thay một lần, thì mình nên xúc đi, xúc sạch như vậy nó không có ảnh hưởng tới lớp B, không ảnh hưởng đường nước, nó sẽ làm tốt con xe mình hơn, giải nhiệt tốt hơn. Cho dù mình đi đường kẹt, đường không có gió nó vẫn ok ha. Còn nếu mình để lâu quá, sốc phải bánh mình đã lên một số clip, nước nó nghẹt quá là phải lấy ống hơi thổi ra, nó ra là một sình thôi các bạn. Đó. Thứ nhất là để lâu, thứ hai là hai loại ba loại nước mát châm vô nó kết tủa lại với nhau, nó làm đóng lại cái đường bơm không tốt ha. Mình đã thấy được nhiệt độ nó ok rồi, cho mình xả ra tiếp nè. Có nghĩa là đã hai lần nước máy rồi, nóng nha, sạch rồi nè, trắng ha, sạch trắng luôn. Ok rồi đó, bây giờ mình sẽ dùng nước suối cho nó sạch sẽ con xe lại. Rồi vẫn giống như những bước trước thôi. Bước này mình cũng sẽ xả lòng nhẹ cái cho nó ra hết hẳn luôn, nước máy ra luôn. Đó, nó vẫn còn ra ha. Rồi thắng vô, vậy là sạch nước rồi đó. Cuối cùng, không phải là cuối cùng nữa, mà cái bước làm nước sạch cũng là hồi nãy giờ, bây giờ là nước công đoạn thứ ba ha. Mình sẽ đóng ống này lại, sáng lòng sạch rồi. Nước suối nha, dễ vô. Thì nói chung nước suối hay là nước máy gì mình cũng chế từ từ thôi, tại cái phần này nó sẽ nhiều khi nó có trống hơi á, cũng không hay lắm. Ok, đó, nước đầy ha, hết chai luôn. Nổ máy. Hết, bắt đầu bước cuối cùng là mình sẽ sử dụng nước làm mát Gorizin. Bước cuối cùng là nước mát Gorizin. Bắt đầu bốc khói lên nè, nghĩa là nhiệt độ đã đủ và đường bơm nó đã bơm nhiều lần rồi, thì mình sẽ xả ra, bắt đầu vô cái nước mát là thôi. Nói chung các bạn có thể làm tại nhà hoặc là mang đến tất cả chi nhánh của shop hai bánh, công dịch vụ 70.000 cho một lần xuống nước mát. Thấy vậy chứ không phải đơn giản các bạn, nhiều khi phỏng tay nè ha, rất là cực. Rồi mình sẽ tiếp tục xả thêm ốc lòng một lần nữa cho nó ngon sạch sẽ luôn. Rồi bước cuối cùng là dùng nước mát Gorizin, với cái đặc tính là hạn chế đóng cặn,
kết tủa và nhiệt độ sôi cao, giá thành dễ chịu và có luôn luôn có mặt khi mà luôn luôn có hàng. Nếu mà mình cần chăm thêm, nhớ chăm đúng loại nha. Goldison thì 100% Goldison đầu tiên đó, cuối cùng chứ là dặn ốc vô, những ốc lòng rồi mình đã xả lên hết rồi ha. Đường ống của cái nước phụ đi vào đây mình đã gắn lại, lắc đều lên, cái gì cũng phải lắc đều. Mở siêu chăm vô, nhớ nha, két nước chính, chăm chậm từ từ thôi, không cần phải gấp, như vậy nó mới xuống được đều và không chống hơi. Nước được màu xanh các bạn thấy không, các bạn có thể thấy nó ọc lên lại nè, mình chăm rồi mà nó ọc lên lại, ọc thôi, nó chống xuống chăm từ từ thôi. Trong này nước xanh cũng hơi đẹp, chừng nào mà nó hết ọc thôi các bạn. Rồi nó thấy chưa, hết ọc rồi, ok. Bây giờ bắt đầu mình nổ máy lên cho tuần hoàn lại cái nữa, kiểm tra lại hết là ngon lành. Một chút xíu nữa mình sẽ xả ống lòng, xả ốc lòng nhẹ cho nó chảy nước ra, nó không còn trống đường hơi nữa, như vậy mới ngon ha. Cái đường nước của mình đã bắt đầu mở ra và nó bơm rất là tốt, mình cảm thấy được ở trên cái chính này. Ok, bây giờ mình sẽ mở nút lòng ra, mở ốc lòng nới nhẹ ra cho nó chảy nước sơn cái. Rồi thì khi mình xả ốc lòng cho nó xem được, kiểm tra cuối cùng đường nước nó có đã kín nước hay chưa, thì nó hụt bao nhiêu mình chăm vô bấy nhiêu thôi. Tiếp tục chăm vô, nó chăm đầy ha. Rồi bình nước chính mình cũng vậy, mình chăm vô đúng gạch. Ở đây nó sẽ có hai gạch, gạch dưới là lau, gạch cao ha. Thì nói chung là mình chăm giữa hai gạch này là ok, hoặc là cứ ở dưới gạch trên, chứ đừng có để cao quá, khi cao quá thì độ sôi nó sẽ làm trào nước đi. Còn là thì bây giờ bắt đầu mình sẽ vệ sinh lại những cái nắp, vệ sinh lại hết những cái nắp rồi mình ráp đi thôi. Kính hết rồi ha, đẩy nắp lại nè, nước dư mang về nè, tắt máy nè, xịt nước sơ trong này cho khách nè. Công đoạn cuối cùng đem ra xịt hơi cho nó khô khô xíu, bắt đầu mình bơm bánh lại, hỗ trợ khách bơm bánh, kiểm tra thắng nha. Rồi cái này là cái bước cuối cùng của tất cả nhân viên shop hai bánh từ 13 vị trí thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương. Khi các bạn đến tất cả các shop làm bất cứ dịch vụ gì đều được nhân viên mình hỗ trợ bơm lại bánh, kiểm tra tăng thắng lại ha. Và thí dụ như anh em được tăng sên, tăng côn, ok, miễn phí. Bánh trước này quá cứng, đây các bạn có thể thấy, đây đây Phú, áp suất lên tới 4kg. Thì như vậy cái vỏ nào mà chịu nổi các bạn có thể thấy được nè ha. Đó, này là điều lợi hại, mình sẽ hỗ trợ khách xì lại đúng áp suất, đi vỏ bền hơn và bám đường tốt hơn, đỡ tốn tiền. Áp suất bánh trước là tầm khoảng 2kg tới 2,2kg là ok. Rồi lắm. Tất cả những cái gì dư, giống như chai nước mát này dư ha, dư tầm khoảng 30%, mãn đem xe khách về. Rồi giao xe thôi. Rồi vừa rồi là cái clip mình đã làm một cái chiếc xe Click anh khách thay nước mát tại shop hai bánh có dòng thương hiệu là Goldison. Giá thành của em nó ở tháng 12 năm 2022 là 235.000, công thay là 70.000. Xúc rửa nhiều lần với các dung dịch nước suối luôn nha, nước suối luôn. Đó Goldison. Ngoài dòng này ra thì thương hiệu Goldison bên mình sẽ còn những dòng chẳng hạn như chai dưỡng sên, rửa sên, làm bóng dàn áo và làm để sạch và nhám ha. Đó. Với các dịch vụ thì bên mình đã hỗ trợ khách bơm bánh tăng thắng, giống như hồi nãy vừa thấy được cái vỏ trước bơm quá áp suất lớp thì như vậy rất là hại. Các bạn đến xoay bánh mặc dù làm dịch vụ hay không, mình vẫn được hỗ trợ là miễn phí các dịch vụ đó cho hãng bơm bánh tăng sên tăng thắng ha. Rồi ok, clip mình đến đây hết, xin chào hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.